Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày 8 tây tháng 10 và có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Trump gọi Kamala Harris là ác quỷ sau cuộc tranh luận phó tổng thống đêm qua. Joe Biden sẽ có cuộc gặp cử tri sau khi Tổng thống Trump rút khỏi tranh luận 15 tháng 10. Tổng thống Trump tweet về việc nhiễm COVID-19, Bộ tư pháp truy tố nhân viên bưu điện đã vứt thư và phiếu bầu vào thùng rác, hệ thống mới giúp EDD giải quyết đơn thất nghiệp nhanh hơn, tỷ lệ thất nghiệp người gốc Á tăng vọt nhưng ít được chú ý, hầu hết phụ huynh ở California không ủng hộ học online, Úc không được cấp thị thực kết hôn nếu mà không biết tiếng Anh. Nữ bệnh nhân chết bất thường khi mổ nhẹ người nhà vay bệnh viện ở Việt Nam. Và bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ngay sau khi cuộc tranh luận phó tổng thống diễn ra vào đêm qua, thì ngày hôm nay, theo bản tin của ABC News cho biết, tổng thống Trump đã tấn công ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân Chủ là bà Thượng nghị sĩ Kamala Harris và ông Trump đã gọi bà là ác quỷ, monster một chỉ một ngày sau cuộc tranh luận vừa mới diễn ra thôi. Và theo lời ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông nói là ác quỷ này ở trên sân khấu cùng với ông Mike Pence, người mà đã tiêu diệt con ác quỷ vào tối hôm qua. Và tất cả những gì mà ác quỷ này phát biểu đều là nói láo. Ông Trump sau đó đã tiếp tục đã kích bà Kamala Harris, gọi bà bằng những cái từ ngữ rất là tệ hại, là hoàn toàn không thương được hoặc là cộng sản. Ông cũng nói bà Harris là thiếu khả năng hoặc là đại cấp tiến và đưa ra những cái viễn ảnh đen tối cho những người ủng hộ ông trong trường hợp mà bà Harris phải thay thế ông Biden ở trách nhiệm tổng thống. Trong một cuộc gặp gỡ những người ủng hộ vào hồi tháng 9 trước đó ở thành phố Fayetteville của tiểu bang North Carolina, tổng thống Trump đã châm biếm phe đối thủ bằng một cuộc đối thoại giả thiết xảy ra ở trong tòa Bạch ốc, trong đó tổng thống Joe Biden bị buộc phải ký các văn kiện mà ông không hiểu gì hết ráo. Tổng thống Trump lúc đó đã nhái giọng ông Biden nói là tôi mệt mỏi quá rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi, tôi muốn Kamala Harris thay tôi ở chức vụ tổng thống. Nhắc về cái cuộc bình luận cái từ monster mà tổng thống Trump dành cho mình vào ngày hôm nay, phía bà Harris đã từ chối bình luận và không nói gì hết. Và trong khi đó, bản tin của Forbes vào sáng ngày hôm nay, ngày thứ Năm, nói là trong khoảng 12 giờ đồng hồ sau khi cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Pence khởi sự vào tối ngày hôm qua, thì đảng Dân Chủ đã nhận được 15 triệu đô la tiền hỗ trợ tranh cử. Ủy ban tranh cử của cựu phó tổng thống Joe Biden Hôm ngày hôm nay ngày 8 tháng 10, loan báo là ông Joe Biden sẽ có cuộc gặp gỡ trả lời cử tri vào ngày 15 tháng 10 đúng cái ngày mà dự kiến sẽ diễn ra cuộc tranh luận tổng thống giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden. Theo bản tin của Business Insider thì ABC News dự trù là sẽ tổ chức cuộc gặp ở Philadelphia và trong bản thông cáo gửi tới báo chí, ủy ban tranh cử của ông Biden nói là Ông Joe Biden đã sẵn sàng chấp nhận đề nghị có cuộc tranh luận qua màn hình, nhưng mà tổng thống đã từ chối. Ông Trump rõ ràng không muốn phải trả lời các câu hỏi của cử tri về những thất bại của ông liên quan đến việc đối phó với Covid-19 và kinh tế. Do đó, ông Joe Biden sẽ tìm nơi thích hợp để nhận câu hỏi của trực tiếp từ cử tri vào hôm ngày 15 tháng 10 như ông đã làm trong thời gian gần đây. Đó là lời tuyên bố từ Ủy ban tranh cử của ông Joe Biden đã đưa ra cho giới truyền thông. Và trước đó cũng trong ngày thứ năm ngày hôm nay thưa quý vị, thì Ủy ban điều hành tranh luận bầu cử tổng thống có loan báo là cuộc tranh luận ngày 15 tháng 10 sẽ được tổ chức qua màn hình để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho tất cả mọi người. Thì tổng thống Trump ngay lập tức đã bác bỏ đề nghị này, đã bác bỏ yêu cầu này và nói với Fox Business là ông sẽ không phí thời giờ cho một cuộc tranh luận qua màn hình. Và Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump sau đó đã đề nghị là có cuộc tranh luận thay vì ngày 15 thì sẽ là cuộc tranh luận vào ngày 22 tháng 10 và sau đó sẽ là ngày 29 tháng 10. Tuy nhiên, phía ông Joe Biden không đồng ý cái việc đòi hỏi thay đổi lịch trình tranh luận từ phía ông Trump. Tổng thống Trump ngày hôm nay đã đương đăng lên Twitter một cái video ghi hình ông tại vườn hồng. Ở trong cái video thì người ta quan sát thấy là Tổng thống Trump có vẻ cái sắc diện có vẻ tốt, tinh thần cũng tốt, nhưng là có vẻ khó thở ở một vài thời điểm. Trong đoạn video thì ông nói về cái việc ông nhiễm covid 19 cụ thể như sau. Tôi nghĩ đây là một phước lành từ Chúa mà tôi có cơ hội được nắm lấy và trong cái rủi thì có cái may. Ông Trump nói về việc được sử dụng một số thuốc điều trị và ông đặc biệt chỉ ra tác dụng từ loại thuốc thử nghiệm của Regeneron và nói là ông đã yêu cầu bác sĩ dùng thuốc này và cho là sự hồi phục của ông là do tác dụng của thuốc. Ông Trump cũng hứa hẹn là sẽ xúc tiến cung cấp miễn phí thuốc này cho những người Mỹ khác. Ông Trump nói là tôi muốn mọi người cũng được đối xử bình đẳng như tổng thống của các bạn, đồng thời bày tỏ lạc quan trước triển vọng là sẽ có vaccine trước ngày bầu cử. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua đã loan báo là mình đã truy tố một người giao thư đã vứt thư từ gồm cả phiếu bầu và thư vào hai thùng rác ở tiểu bang New Jersey. Bản tin của CNN cho biết là người nhân viên bưu điện có tên là Nicholas Bursin, 26 tuổi đã bị bắt và bị truy tố cái tội danh chậm trễ trong việc giao thư và tội danh ngăn cản việc chuyển giao thư và nếu bị kết tội thì ông Nicholas này có thể bị tới 5 năm và 6 tháng tù, cùng bị phạt số tiền là 255.000 đô la Mỹ. Hồ sơ tại tòa nói là ông Nicholas chỉ mới vào làm việc cho bưu điện từ tháng 7 mà thôi. Một người dân ở North Arlington có nói với đài CNN là ông thấy số thư từ vứt bỏ trong thùng rác vẫn còn được cột thành từng bó bằng dây thun và hôm thứ sáu tuần qua khi mang rác của mình đi đổ, ông người người cư dân này ngủ tại North Arlington đã ngay lập tức gọi báo cho cảnh sát liên quan đến việc uh, trợ cấp thất nghiệp thưa quý vị thì sở trợ cấp thất nghiệp của California ngày hôm qua đã loan báo là họ đang giải quyết lượng đơn khổng lồ của người lao động bị mất việc do doanh nghiệp đóng cửa vì Covid-19 nhưng mà vẫn còn vài trục trặc trong hệ thống. Tuần trước thì Sở Trợ cấp Thất nghiệp EDD đã lắp đặt hệ thống xác minh danh tính mới gọi là ID.me và cho biết là hôm thứ hai là ngày đầu tiên mà cái hệ thống này hoạt động và công nghệ này giúp họ giải quyết đơn thất nghiệp nhanh hơn. Tuy nhiên còn lâu mới hoàn tất được hết cái số đơn khổng lồ đang còn bị uh, tồn động lại. Và tính đến ngày 30 tháng 9 thì Sở Trợ cấp Thất nghiệp EDD vẫn chưa làm xong lượng đơn tồn động khổng lồ là 1.56 triệu đơn và khó khăn vẫn còn dù có đã có hệ thống mới à, tuy vậy trục trặc vẫn xảy ra tại trung tâm liên lạc điện thoại đã bị hư của edD Thưa quý, thưa quý vị, đại dịch của Covid-19 gây thiệt hại nặng nề về kinh tế của người gốc Á và tờ báo mạng Sleeping Giant vào ngày hôm nay cho biết là tỷ lệ thất nghiệp của người gốc Á tăng cao vì đại dịch nhưng lại không được chú ý đến. Bài báo viết là từ tiệm nail của người Việt đến tiệm bánh donut của người Cambodia thì các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Á đều gặp khó khăn và các nhân viên Mỹ gốc Á bị thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất nước. Một năm trước thì tỷ lệ thất nghiệp ở người Mỹ gốc Á là 2.8%, thấp hơn so với người da trắng, da đen hoặc Latin, nhưng tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Á đã tăng vọt lên từ 2.8 và nay là 15% vào tháng 5 và con số này vẫn là 10.7% vào tháng 8, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chỉ có 7.3% ở người da trắng và 10.5% của người gốc Latin chỉ người Mỹ gốc Phi có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn là 13%. Trong khi sự chênh lệch về việc làm giữa người Mỹ gốc Latin và người Mỹ gốc Phi đã thu hút nhiều sự chú ý trong đại dịch, tình trạng thì tình trạng mất việc làm của người Mỹ gốc Á lại ít được chú ý hơn. Hoàn cảnh địa lý đem đến một số thử thách mới người mỹ gốc á thì tập trung ở new york và california là những nơi bị virus uh, coronavirus gây ra thiệt hại nặng nề và người ta nói là nghề nghiệp cũng đóng một vai trò nhất định gần một phần tư lực lượng lao động người gốc á đang làm việc trong các ngành như là nhà hàng tiệm bán lẻ và các dịch vụ cá nhân như là tiệm nail người mỹ gốc á cũng lo lắng về sự phân biệt đối xử và nói là tổng thống trump đã không giúp gì cho họ uh, khi đã nhiều lần gọi là virus từ Trung Quốc đem tới và vì vậy là họ bị vướng vào một cái tình trạng là kỳ thị và phân biệt đối xử. Ông Paul Young tại Đại học UCLA nói là Chinatown ở Los Angeles thì số người đi bộ và xe cộ giảm rất nhiều so với các khu phố thương mại khác của thành phố. Và ông nói là mọi người tránh những cái khu vực này một phần vì lầm tưởng là người Mỹ gốc Á dính dáng đến việc làm lây lan coronavirus theo nhật báo the los angeles times cho hay là trong khi phần lớn học sinh trường công lẫn trường tư ở california vẫn học ở nhà nhưng mà hầu hết phụ huynh cho là trường học trong tiểu bang chưa chuẩn bị đầy đủ để dạy từ xa một cách hiệu quả đó là kết luận từ kết quả thăm dò công bố ngày hôm nay ngày thứ năm các bậc cha mẹ lo ngại là nếu mà tiếp tục học ở nhà đến hết năm học này thì học sinh nào cũng sẽ mất nhiều bài vở nhất là những em thuộc gia đình nghèo không đủ ăn hoặc nhà ở bấp bênh đặc biệt điều mà khiến những phụ huynh có thu nhập thấp lo lắng là tình trạng học sinh phải học online kéo dài sẽ khiến cho họ không thể đi làm lại trong một cuộc thăm dò được công ty FM3 Research thực hiện qua mạng từ ngày 29 tháng 8 cho đến ngày 7 tháng 9 với 834 người tham gia thì cứ 5 phụ huynh tham gia khảo sát thì 4 người cho rằng cái khó của học online là giữ cho học sinh không cảm thấy chán. Họ cũng lo lắng là thầy cô không đủ thời gian giảng bài nên học sinh rất khó hiểu, nhất là cái việc làm bài tập và cứ bốn phụ huynh thì có một người đang cân nhắc chuyển con em từ trường công sang trường tư vì những lý do liên quan đến Covid-19. Kết quả khảo sát còn cho thấy là phần lớn dân California ủng hộ cách mà thống đốc Gavin Newsom giải quyết các vấn đề giáo dục trong Covid-19. Ví dụ như ông này đã ra lệnh dạy online đối với trường nào trong quận hạt đang nằm trong danh sách theo dõi Covid-19 của tiểu bang Sắp tới người Úc sẽ không được bảo lãnh bạn đời của họ vào nước này để kết hôn và sinh sống nếu mà không nói được tiếng Anh. Và trong một cái bản báo cáo và ngân sách liên bang ngày được công bố vào ngày hôm qua, chính phủ Úc cho biết là sẽ đưa ra bài kiểm tra trình độ tiếng Anh để xem xét cấp thị thực đối với người nước ngoài được bảo lãnh xin thị thực đến Úc để kết hôn và cả với người bảo lãnh ở Úc nếu mà họ là thường trú nhân mà không nói được tiếng Anh. Theo BBC là thay đổi này nếu mà được quốc hội thông qua thì sẽ chính thức áp dụng từ giữa năm 2021. Trở lại với Việt Nam thưa quý vị, tình trạng uh, bác sĩ tắc trách, ví dụ như là có người bị uh, bị đau chân trái nhưng mà vào lại được mổ chân phải. Rồi thậm chí là có những bệnh nhân nam nhưng mà sau khi đi khám thì bị uh, ghi vào cái... Uh, biên bản khám bệnh là bị ung thư buồng trứng. Những cái câu chuyện phải nói là cười ra nước mắt như thế này diễn ra rất nhiều và chúng ta có thể đọc thấy trên các cái phương tiện truyền thông ở trong nước. Thì ngày hôm nay lại một cái tin tức nữa là một nữ bệnh nhân đã chết bất thường khi mà chỉ tiến hành mổ nhẹ. Đó là câu chuyện vào ở Bình Dương thưa quý vị, công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang giả nghiệm tử thi nhằm phục vụ việc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Bích, 39 tuổi. Được chỉ định mổ bình thường, nhưng mà sau ca mổ thì nữ bệnh nhân đã bất ngờ tử vong, khiến người nhà sinh nghi kéo đến vây bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân. Báo Tiền Phong đã dẫn lời người chồng của nạn nhân cho biết là hôm ngày 7 tháng 10, vợ mình vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng mà do thường xuyên bị đau lưng, bị tê mỏi ở chân nên gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện Hoàng Mỹ Vạn Phúc 1 để khám bệnh. Sau khi khám bệnh cho chị Bích này thì bác sĩ ở bệnh viện đã đề nghị bệnh nhân phải mổ và đồng thời các bác sĩ tư vấn cho gia đình là bệnh này không có gì nghiêm trọng hết, chỉ là một số giải phẫu đơn giản là xong. Thế nhưng đến trưa cùng ngày, gia đình chị Bích đã nhận được thông báo từ phía bệnh viện là chị đã tử vong do tụt huyết áp trong quá trình điều trị. Cho rằng cái chết của chị Bích là bất thường, gia đình nạn nhân đã kéo đến bệnh viện, quay lại video quá trình làm việc và yêu cầu làm rõ cái chết khá là tức tuổi của bệnh nhân. Trả lời báo Việt Nam Net, lãnh đạo bệnh viện Hoàng Vạn Mỹ Phúc 1 cho hay là đang làm việc với cơ quan điều tra của công an và tạm thời chưa thể chia sẻ về việc này. Vừa rồi là các tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.